Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh bóng đá 24h TV để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong 24 giờ qua. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay nhé. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức hấp dẫn đến từ chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Huấn luyện viên U23 Malaysia lắp bắp nói về trận bán kết với U23 Việt Nam, người hâm mộ Đông Nam Á giật mình. Ông Brad Maloney, thuyền trưởng U23 Malaysia tỏ ra lo ngại khi gặp Việt Nam ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Huấn luyện viên Maloney chia sẻ sau trận hòa hai đều trước U23 Campuchia ở lượt cuối bảng B. Việc lựa chọn đối thủ ở bán kết quan trọng trong việc giành thành tích, chúng tôi có thể không đạt được mục tiêu ban đầu dù đã tạo được nhiều cơ hội, chúng tôi phải chấp nhận. Tuy nhiên tôi tin các cầu thủ sẽ thể hiện được bản thân dù gặp bất cứ đối thủ nào. U23 Malaysia có 8 điểm sau 4 trận, họ đã mất ngôi đầu vào tay U23 Thái Lan. Thầy trò Maloney vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B và gặp U23 Việt Nam, đội nhất bảng A. Chiến lược gia người Australia nói thêm: "Đương nhiên chúng tôi muốn giành huy đầu bảng nhưng đó là bóng đá. Trận bán kết sẽ không dễ dàng khi chúng tôi gặp đội chủ nhà Việt Nam. U23 Việt Nam có chất lượng chuyên môn tốt. Tuy nhiên nếu các bạn muốn giành huy chương vàng thì phải đánh bại mọi đối thủ. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Maloney cũng nói thêm về nguyên nhân khiến U23 vì Malaysia bị Campuchia cầm hòa. Ông nói: "Cách vận hành của chúng tôi chưa tốt, thiếu sự gắn kết." Trong khi đó U23 Campuchia cho thấy sự ấn tượng khi áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công tạo được nhiều cơ hội. Họ đang có sự phát triển, gắn kết trong khoảng thời gian vừa qua. Tạo nên hai trận động đất vang dội, U23 Campuchia báo tin cực vui cho thầy Park. Trước khi chia tay SEA Games 31, các học trò của huấn luyện viên Honda đã để lại sân thiên trường một dấu ấn tuyệt vời với món quà quý giá tặng cho U23 Việt Nam. Động đất từ trên trời rơi xuống Suốt 45 phút thi đấu chính thức của hiệp đấu đầu tiên, U23 Campuchia không có được bất cứ cơ hội nào trước khung thành của U23 Malaysia, đội bóng đang xếp đầu bảng B, ngập tràn khả năng tránh được đội chủ nhà U23 Việt Nam ở bán kết. Thậm chí các học trò của huấn luyện viên Honda còn không có nổi bất cứ cú sút nào về phía khung thành của đối phương. Đấy cũng là điều dễ hiểu bởi chênh lệch về thực lực giữa hai đội là quá lớn. Trong khi U23 Malaysia không thèm tung đội hình mạnh nhất ra sân và chơi cực kỳ thông thả, với tâm niệm bàn thắng kiểu gì cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thì U23 Campuchia thậm chí còn không dám dâng lên thực hiện những đường phản công, thay vào đó chỉ chăm chăm phòng ngự để giữ sạch mảnh lưới. Hiệp đấu đầu tiên chỉ có một phút bù giờ và khi đồng hồ trôi đến giây thứ 13, cầu thủ U23 Campuchia treo đường bóng cực kỳ vu vơ từ cự ly gần 40 mét về phía khung thành của U23 Malaysia. Bóng rơi thẳng vào vị trí có đến hai hậu vệ U23 Malaysia đã trực chờ. Xong cú bật cao đánh đầu phá bóng hụt của trung vệ số 19, bóng rơi thẳng vào tay Cheng Junho. Trọng tài không trần trừ chỉ tay vào chấm phạt đền. Với cơ hội từ trên trời rơi xuống, Chan Chap đã tự tin đánh bại thủ thành U23 Malaysia từ chấm phạt đền, đưa U23 Campuchia vượt lên dẫn trước, tạo ra bất ngờ động trời. Bàn thắng này khiến U23 Malaysia phải lạnh sống lưng, bởi nếu không thể thắng U23 Campuchia, thứ chờ họ ở bán kết chính là đội chủ nhà U23 Việt Nam. Đây chắc chắn là điều không bất kỳ đội bóng nào muốn. Chứ chẳng riêng gì U23 Malaysia. Tặng quà cho thầy Park. Và dĩ nhiên U23 Malaysia không thể chấp nhận nổi thực tế ấy. Ngay từ đầu hiệp 2, họ đã lập tức tăng tốc để thực hiện cú lội ngược dòng. Bóng mới lăn được 3 phút hiệp 2, Bin Mamat đã có cơ hội đánh đầu vào khung thành trống. Xong quả đánh đầu của cầu thủ này lại chẳng khác nào một pha phá bóng, tạo nên pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất ở SEA Games 31. Xong chỉ sau 1 phút, Đến lượt Bin Isman ngã trong vòng cấm đối phương rất đẹp mắt và trọng tài thêm một lần nữa chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 m Abdul Razak tự tin đánh lừa thủ thành Kim Huy, gỡ hòa cho U23 Malaysia. Sau bàn gỡ hòa ấy, một trận thắng lại trở về nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Brad Maloney. Bàn thắng ấy cũng tiếp thêm tinh thần cho U23 Malaysia, nhưng đúng lúc họ chỉ trực chờ xe lưới U23 Campuchia để giữ vững ngôi đầu bảng, thì thêm bất ngờ động trời nữa lại xảy ra. Nếu như bàn thắng mở tỷ số của U23 Campuchia đến từ tình huống cực kỳ may mắn dành cho họ, thì bàn thắng thứ hai ghi được ở phút 62 khiến không ít đối thủ phải ngước nhìn. Sau hàng loạt pha truyền ngắn đập nhà từ sân nhà, Kakada có pha thoát xuống đầy ngoạn mục trước sự bám đuổi của hai hậu vệ đối phương. Tinh tế sửa bóng đi hiểm hóc hạ gục thủ thành Ari Afghani. Cú động đất thứ hai khiến U23 Malaysia thêm lần sởn tóc gáy huấn luyện viên Brad Maloney lập tức tung liền ba cầu thủ trụ cột là Lukman Hakim, Aza và Bin Basat vào sân. Hòng cứu vãn tình thế thảm hại của đội nhà trước đội lót đường. Những sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng. Chỉ 4 phút sau khi được tung vào sân, Hakim đã có pha đột phá dũng mãnh trong vòng cấm địa của U23 Campuchia trước khi truyền chính xác để Razak xoay người kết thúc hiểm hóc, tung lưới thủ thành Kim Huy, thêm lần nữa thắp lên hy vọng cho đội nhà. Dẫu cho bị gỡ hòa, song các cầu thủ trẻ Campuchia càng chơi càng tự tin, liên tiếp tung ra những pha phản công khiến khung thành của thủ môn Ari Afghani phải trao đảo. Không còn gì để mất, họ quyết tâm chơi tất tay với U23 Malaysia ở những phút cuối. Trước sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ấy, U23 Malaysia dù có thêm không ít lần khiến khung thành thủ môn Kim Huy phải trao đảo, song bất lực trước việc ghi thêm bàn thắng để lấy chọn 3 điểm trước U23 Campuchia, chấp nhận trong cay đắng kết quả hòa và cái kết phải gặp U23 Việt Nam ở bán kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo chăn trở về giấc mơ World Cup của Việt Nam. Khi nghe lời chúc Việt Nam sớm có mặt ở World Cup 2026 hoặc 2030, huấn luyện viên Park Hang-seo như được khơi mào tâm sự đã tuôn ra góc nhìn của mình. Trong lời cuối trước khi chia tay SEA Games 31, huấn luyện viên trưởng U23 Timor Leste, De Silva, đánh giá rất cao tiềm năng của bóng đá Việt Nam, kèm lời chúc tuyển Việt Nam sớm có mặt ở World Cup 2026 hoặc 2030. Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ: "Thực ra đây là câu hỏi khó trả lời." Trước tiên tôi rất cảm ơn ý kiến của huấn luyện viên Timor Leste. Tôi nghĩ rằng vào lúc này rất khó để nói đến câu chuyện World Cup 2026 hay 2030 vì còn 4 và 8 năm nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần một tầm nhìn và kế hoạch cụ thể để đặt mục tiêu nào đó. Chúng ta phải lên kế hoạch và triển khai có hệ thống một cách cụ thể. Tôi cho rằng chúng ta không thể nào đưa ra một chỉ tiêu và tiến hành làm một việc gì đó một cách mơ hồ mà cần phải hành động nếu có mục tiêu cụ thể. Thực tế từ năm 2018 cho đến nay, bóng đá Việt Nam đang chứng kiến một chu kỳ phun trào thành tích, khởi nguồn từ ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á, bán kết ASEAN 2018, vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022. Điều này đang giúp bóng đá tạo nên làn sóng tích cực khắp cả nước, thổi bùng tình yêu bóng đá và cả niềm tin vào một ngày nào đó Việt Nam sẽ dự World Cup, giống như cách tuyển nữ Việt Nam vừa làm được. Việt Nam đang có đầu tư cho bóng đá. Nếu chúng ta muốn đặt ra mục tiêu cho 4-8 năm sau thì phải đầu tư một cách có hệ thống. Ngay lúc này chúng ta phải chuẩn bị làm sao để sau 4-8 năm sẽ có lứa cầu thủ đạt đến trình độ World Cup. Đối với tôi, Việt Nam sẽ cần những kế hoạch cùng hệ thống mạng lưới kế thừa, tuần hoàn để đạt được những mục tiêu mang tính chất cao hơn và lâu dài hơn. Có thế World Cup mới không còn là giấc mơ nữa. U23 Việt Nam chỉ biết đá bóng ở hiệp 2. Tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31, có một điểm chung trong cả 4 trận đấu của U23 Việt Nam đã cho thấy hạn chế của đội chủ nhà và chắc chắn là điều khiến huấn luyện viên Park Hang-seo lo ngại. Ở bảng A, U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và những cầu thủ trên 23 tuổi có năng lực chuyên môn cao như Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh được đánh giá cao nhất. Trên thực tế thì U23 Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với vị trí số 1 sau 3 trận thắng và 1 trận hòa. Trong cả 4 trận đấu này, U23 Việt Nam đều không để thủng lưới bàn nào. Nhưng ngoài vị trí dẫn đầu, U23 Việt Nam cũng có nhiều va vấp về lối chơi. Có một điều đã diễn ra ở 4 trận đấu của U23 Việt Nam là không thể ghi được bàn thắng trong hiệp 1. Có thể những điều chỉnh cao tay của huấn luyện viên Park Hang-seo hầu như đã giúp U23 Việt Nam ghi được bàn trong hiệp 2, ngoại trừ trận hòa U23 Philippines không đều. Tuy nhiên điều đó cho thấy U23 Việt Nam bắt nhịp trận đấu không tốt. Việc chân sút chủ lực tiến linh chỉ tỏa sáng ở trận đầu gặp U23 Indonesia ghi một bàn, nhưng sau đó tịt ngòi trước U23 Philippines hoặc là U23 Myanmar chắc chắn là vấn đề khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải lưu tâm. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã tạo cơ hội cho Văn Tùng, Thanh Minh ra sân ở trận gặp U23 Đông Timor và họ đều đã ghi bàn. Nhưng đến vòng bán kết hoặc có thể là trận chung kết, vai trò của Tiến Linh là cực kỳ quan trọng. U23 Việt Nam luôn được coi là cửa trên khiến các đối thủ nhập cuộc với lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Chính điều đó đã khiến U23 Việt Nam gặp nhiều trở ngại trong việc tìm đường đến khung thành đối phương và việc không thể ghi bàn trong hiệp 1 ở cả 4 trận đã qua là minh chứng rõ nét. U23 Việt Nam sẽ chờ các đội ở bảng B thi đấu lượt cuối vào hôm nay, 16 tháng 5 để xác định đối thủ của mình tại vòng bán kết. Mặc dù vậy, bất kể gặp U23 Malaysia hay là U23 Thái Lan và cũng có thể là U23 Campuchia, mọi phương án chiến thuật của U23 Việt Nam ở trận đấu tiếp theo đều phải là tăng tính hiệu quả khi tấn công, đặc biệt là trong hiệp 1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Bóng Đá 24 giờ TV. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.